Theo số liệu từ Hiệp hội Gia đình Hàn Quốc Việt Nam tại Hà Nội, số hộ gia đình Hàn Việt định cư tại Việt Nam đã tăng hơn 4 lần từ khoảng 500 hộ năm 2016 lên khoảng 2.200 hộ gia đình vào năm 2022. Nhằm đẩy mạnh không gian giáo dục và văn hóa giúp các gia đình Việt Hàn giải quyết các vấn đề liên quan đến việc làm cho phụ nữ và giáo dục con cái. Mới đây, Trung tâm Ước mơ LS Korea Việt Nam đã ra đời. Trung tâm Ước mơ LS Korea Việt Nam Dream Center là văn phòng hỗ trợ các đối tượng thuộc dự án hỗ trợ gia đình Hàn Việt do tập đoàn LS Hàn Quốc tài trợ và được triển khai thực hiện bởi tổ chức Copion chi nhánh Việt Nam. Đây là một trong những dự án cộng đồng hướng tới mục tiêu nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, giúp cải thiện năng lực cạnh tranh cũng như tìm kiếm cơ hội việc làm cho phụ nữ. Ngoài ra, trung tâm cũng là nơi tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ cho các cá nhân hay gia đình Hàn Việt như đào tạo nghề cho phụ huynh, dạy tiếng Hàn cho con em gia đình đa văn hóa, tổ chức các chương trình giao lưu trải nghiệm văn hóa, xây dựng phòng đọc thiếu nhi, tư vấn tâm lý và hỗ trợ sinh kế. Tại buổi lễ khai trương, ông An Ung Hyong, giám đốc tập đoàn LS, đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Hàn Quốc, đồng thời khẳng định nỗ lực của tập đoàn trong công cuộc giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam. Trung tâm Ước mơ LS đầu tiên tại Hà Nội được thành lập, hứa hẹn sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của các gia đình đa văn hóa Hàn Việt, cũng như con em thế hệ thứ hai trong các gia đình này.